1 2 3 lỏng lỏng bấm bấm vậy à bấm kệ đi rồi bây ấy da rồi bây giờ mới múc cái tô này ra cho thánh gầy nha. Thánh gầy em ơi hồi hộp quá, anh bình tĩnh đi em, bình tĩnh mẹ sao em cứ kiểu tay nghe vòng là thấy đồng hương rồi đúng không? Trời, anh có đó, cả nhà còn 36 phút 53 giây nha cả nhà, nhưng mà bây giờ Tuấn nó ăn có vẻ như là liên tục ào luôn. Thôi đổ vô kìa, bữa nó bắt đầu ăn rồi đó. Ồ ăn sạch quá em ơi. Được rồi cả nhà ơi, bây giờ thì chị Mến đã về rồi. Dạ. Lâu quá mới gặp chị Mến thì chị vẫn vậy, có anh em mình là bự ra thôi. Em ốm đi ấy thử thách nhiều là em ốm đi. Thôi nhìn bự cái ông này đi phát tướng quá trời. Chị Mến chắc là mất ăn mất ngủ vì 60 triệu đã bay. Hơn luôn hả? Ơi nghĩ sao vậy? Ý là coi như thế tô nhỏ nữa. Có 60 triệu còn có tô nhỏ chưa tính. Đúng rồi. Chưa Hoàng nè, bữa thắng nè. Đó. Anh chưa bóp lên. Dạ. Đâu Hoàng vô đây nè. Hôm nay em có dẫn gà ăn 3 tô thì. Ơi. Bữa thắng 1 tô rồi nhưng mà mình chưa kịp làm video đáp luôn, giờ quay lại ăn 2 tô. Dạ. Thứ gì chịu cho nổi trời. Đó chứ giờ có tự tin ăn hết 2 tô không? Tự tin hả? Ồ bữa. Mà nghĩ ăn được nha. Tự tin lắm. Nhưng mà khoai clip kênh em mà. Bé này ăn kênh này. Con bé này chứ diễn sao. Đúng rồi. À, vậy đó. Nói chứ lát nữa em sẽ để chị phỏng vấn bé. Tại vì hôm nay là bạn này ăn nè. Em ăn mấy tô? Bạn này có biệt danh là Thánh Gầy. Thánh Gầy mà thấy đâu gầy đâu, bè quá trời bè. Bè. Gầy là mày đó. Gầy là thì hôm nay bạn đến ăn thử một tô bên chị coi như thế nào. À là đó giờ có ăn bún sứa của bên Mến bao giờ chưa? Chưa, nhưng mẹ em ăn ở dưới quê em rồi. Khánh Hòa hả? Em ở Nha Trang hả? À đồng hương. Ờ nếu ở Nha Trang thôi, con món này là nó quá không có gì gọi là xa lạ luôn. Thì thôi về cứ ngồi đây, chị Mến làm ra cho em một tô nha. Một tô là thưởng cho em 1.3 triệu này và kèm theo miễn phí này. Còn ăn không hết á thì ở lại bữa chén phụ chị. Em đang làm luôn nè. Đang làm luôn. Ê đổi món gì nói chị đi. Hai tô. Để đổi. Đây nè, một cái tô thập cẩm đây nè em này. Một ký bún với một ký hai đồ ăn. Chị đang làm tiếp tô thứ ba đây cho mấy bạn kia nữa. Dạ, tự ké xe chứng ké vậy. Sao em? Dạ, đổi em tự ké xe này trứng ké. À em không ăn trứng cá. Dạ mà đổi bao tử ké sang à ké. Không ăn bao tử cá, không ăn bao tử cá. Ok dạ, vậy là ba tô đều không bao luôn em à. Ba tô đều không bao luôn đó. Đây là một tô bên chị nè. Thôi vậy em làm tiếp lần tô không bao đó đi. Lâu quá rồi em không quay lại nên cũng không nhớ cái định lượng thế nào chị. Một ký bún ăn cả năm. Đúng rồi, một ký bún, một ký hai đồ ăn. Một ký hai đồ ăn đó, mỗi cái là 200g á chị ha. Đúng rồi đó dạ. Nói chung vẫn như cũ, không gì thay đổi hết trơn á. À không, công nhận là cái gọi là thử thách ăn uống ở bên chị Mến em thấy kiểu như được hưởng ứng rất là nhiều luôn á. Trước đó là có thử thách của ông Hùng nhưng mà giờ thì dẹp rồi. Còn cái thử thách bún sứa của chị là em hy vọng là nó sẽ mãi là một cái sân chơi cho các bạn. Mãi mãi luôn hả? Đúng rồi, đến giờ luôn. Mãi là hơi căng á. Không biết nữa. Dạ. Nói chung là khi nào mình còn thở thì mình cũng gồng thôi. Còn khi nào mình xong rồi thôi. Dạ. Thì sao mình nói trước được đúng không anh? Con thở con gỡ. Con thở là con gỡ đấy. Đây lỡ xuống xuống mai bốt này chuẩn bị mấy ông người Tây người ơi vậy đó. Đó. Chuẩn bị về Việt Nam này cái nhắn tin quá trời đấy. Đúng rồi. Là cứ hẹn ăn 2 tô 30, 3 tô 100 không à. Không rồi chị, nhưng mà em nghĩ là quán chị sẽ là một quán gọi là dẫn đầu xu hướng ở Việt Nam á. Thử thách á. Chị tại vì mấy ông đó toàn đi ăn nước ngoài không à. Nhưng mà giờ về Việt Nam thì mấy ông chọn quán chị làm địa điểm tin cậy để đến. Nhưng là mọi người cũng biết hơi nhiều ấy. Đó. Giống như cái chị gì đó, chị Rina. Rina hả? À. Trước khi làm thấy trụng nóng hết. À ok. Trụng nóng hết rồi mới bỏ vô tô được. Ủa mà lần này anh Phun đi không có ăn không? Dạ không. Lần này em nói chung em dắt đệ tử đi được không? Em ăn bữa giờ em cũng già luôn rồi chị ơi. Giờ là có những bạn trẻ, những bạn mới như vậy là ăn rất là khỏe. Thì em cũng em với lại bạn Linh sẽ mời các bạn đi ăn. Đã giới thiệu quán ăn luôn. Hơi quán hơi đông tí xíu, gì ráng đợi tí xíu nha em Trang. Dạ. Vẫn là như cũ, từ 4 giờ chiều tới 8 giờ tối mỗi ngày. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, đi ăn bình thường thì từ 7 giờ sáng tới 2 giờ khuya đứa ăn giờ nào ăn. Và thử thách từ cứ 4 giờ chiều tới 8 giờ tối. Chứ chơi nguyên ngày
chơi nguyên ngày chứ chịu không nổi đâu, sập vốn luôn á. Wow, lâu lâu ngày không gặp lại, nay nhìn nó cũng thấy sợ đó. Quay chị đi. Hình như cái tô này là không bao, con này nó có bao. Dạ. Chụp cái rồi mới bỏ vô đúng rồi. Mà em thấy mấy bạn kêu không bao á là không bao tử đúng không chị? Không không bỏ bao tử là mình sẽ đổi qua cái phần khác. Đúng rồi, thì dạ. Không. Nói chung trong tất cả các món luôn, không thích ăn cái gì cứ nói, mình đổi được một món. Rồi. Rồi vô nước nè. Vô nước. Không. Đổi lại luôn, có tô không bao á. Sau đó lấy bao ra đổi lại trứng em. Cẩn thận nha, thánh gầy, không bao là nguy hiểm lắm. Không bao là hên chứ sao nguy hiểm. Có bao là có bao mang về á. Không bao là nghĩ là lấy tiền mang về đó. Dạ. Nhà chị Mến có kênh TikTok đó cả nhà. Tên gì vậy? Tên là bún sứa Mến đúng không chị? Phải không? TikTok anh quên bả rồi. Kênh của chị á? Vô coi. Trời ơi, kênh của chị mà chị không nhớ. Cái gì mà bún sứa Mến này? Chịu follow. Bún chả sứa Mến. Chịu follow hả cả nhà? Dạ. Kinh nghiệm làm món ăn là đầy mình luôn. Em đã từng làm biết bao nhiêu tô bún 300 ngàn này rồi. Nhiều lắm bây luôn. Bây giờ chỉ cần nha, không cần căng luôn. Bóc là đủ, đó. Bóc là đủ luôn á. Nhắm mắt là được không chị? Được luôn, cứ nhắm mắt bóc là đủ luôn. Bữa chị Nga xuống món vậy á. Dạ. Ôi trời, nó bóc cái gì hay dữ trời. Em bóc là dính, bóc là dính. Dạ. Trứng đỏ là đã làm rất là nhiều rồi. Em tên gì? Tuấn. Hả? Thánh gầy chị. Thánh gầy. Ừ. À rồi. Ơi. Rồi bây ấy da. Trời ơi. Rồi bây giờ mình móc cái tô này ra cho Thánh gầy nha. Ơi. Thánh gầy. Trời ơi. Xin lỗi nha em trai. Wow. Mà chị hỏi thiệt á, em thích con trai hay con gái? Con gái. Rồi chị hiểu lầm rồi. Vậy mà nãy ai nói bé này thích con trai biết đâu. Wow, cái tô nhìn giờ nhìn lại mình thấy ấn tượng quá. Em nhìn cái tô này em thấy sao, hồi hộp không? Được. Hả? Được. Hả? Được. À, dạ được. Chị bưng cho em rung như vậy. Quá rung luôn. Rồi bây giờ bưng ra hả hay sao? Dạ vô trong luôn nè chị. Ê, cái này mình đem cẩn thận là đổ nước cả nhà ơi. Hả? Đổ ít không sao hả? Bên đội nữa. Ngồi bên đây nha. Nó còn nhỏ em gái đi học với mấy đứa bạn. Để tối nay em bạn lên máy cho. Trời ơi. Ê, em Tuấn ơi. Thánh gầy. Ê, dính luôn anh ơi, dính. Tuấn không tập trung rồi. Tuấn đang tập trung vào cái tô quá rồi. Từ khi có cái thử thách là cái quán vui hẳn luôn, lúc nào cũng nhộn nhịp, ra vô rồi khóc rồi cười tùm lum tùm la hết. Kiểu như là chị khóc khách cười á. Nó vui thôi. Chứ khóc thì chưa bao giờ khóc, nhưng mà có khóc trong lòng thì có. Khóc thầm. Khóc trong lòng thôi. Bây giờ mình ấy, hôm nay mình than vãn với mọi người thì nó kỳ lắm, cho nên mình để trong lòng. Không, như vậy thì em mới thấy là mới là chị Mến chứ. Lúc nào cũng nhiệt tình hết, dù là khách thắng hay thua gì cũng vậy cả nhà. Chị không có gọi là tạo cái sự khó để cho người ta không thắng được. Nói chung là bằng chứng là không tạo điều kiện dễ dãi thoải mái cho mọi người nhất có thể. Dạ. Rồi bây giờ em làm gì? Dậy sớm rồi. Ừ, sớm đi. Trời ơi. Mình bấm giờ bằng đồng hồ hay chưa? Gì hay điện thoại? Điện thoại bấm cái nào cũng được hết trơn ấy. Okay. Anh này lần đầu tiên đi ăn phải không? Có đi ăn thử thách ở đâu chưa? Có ăn mấy một số nơi rồi. Nhưng mà cũng mà đi ăn rồi mà sao chưa có kinh nghiệm ta? Nửa thắng nửa thua thôi chị. Nửa thắng thôi à? Dạ. Thế ông cứ run. Từ sớm giờ ăn cái gì chưa? Ăn rồi. Ăn rồi hả? Chị Mến ơi, còn phim đó nên nó... Ăn phim đó hả? Tự bấm luôn, cho em tự xử luôn. Tự thôi, ăn, chị tự... bấm chất lượng, giá trị. Rồi bây giờ để em sang đi. À, để em ấy. Hồi hộp quá, anh bình tĩnh đi. Để bình tĩnh mẹ. Sao em cứ kiểu tay nghe giọng là thấy đồng hương rồi đúng không? Nghe giọng là biết nghe Nha Trang rồi. 1 hour later. 1, 2, 3. Lỏng. Bấm chị. Bấm. Kệ đi. Trời ơi, chị Mến quá là nhiệt tình luôn. Thấy ăn bún đầu là thấy ok rồi đó. Nó chứ giờ cái món này nó có hợp vị với em không? Trời, anh có một. Cả nhà
qua clip này mình cũng xin được thông báo là ví dụ như ai mà có khả năng ăn hết được tô bún của chị Mến á thì cả nhà cứ liên hệ anh em mình qua số 0792899384 hoặc là 0909029841, anh em mình sẽ mời cả nhà đến ăn rách bún sứa. Nếu mà ăn hết á thì mình sẽ có phần thưởng chị Mến nè và mình cũng sẽ thưởng luôn. Còn nếu mà ăn không hết thì mình sẽ thanh toán cho các bạn. Nhưng các bạn phải thật sự ăn khỏe nha. Ủa sướng dữ vậy? Dạ, đúng rồi, kênh tụi em đang kiếm những bạn ăn khỏe mà. À, đang đi tìm kiếm những tài năng. Tài năng. Thôi, là nghĩa là ai mà muốn ăn thử thách là liên hệ với anh Funny Hùng. Đúng rồi. Trước phải nói ăn được khoảng 5 tô. Rồi, à rồi mới cho đi vậy thi. Qua bên đây thi. Ăn bún sữa. May phong độ không ổn định thua tụi em gửi tiền lại. À. Đó. Không có gì đó. Sướng quá. À. Bây giờ có mấy anh Funny Hùng hay Võ Sư Lộc vậy sướng ghê á. Cái bà nào mà cảm ấy. Tính ra là bạn ăn là đúng 7 giờ luôn á. Ừ. Không chưa tới nữa, 6:58. Chưa tới. Chứ giờ ai muốn đi ăn mà được có tiền mà lỡ có thua mà cũng không tốn tiền á thì cứ liên hệ anh Funny Hùng. Dạ. Quá sướng luôn á. Dạ, dạ đúng rồi. Em mà anh lỡ như thắng đây, có người như em rồi đây. Ừ. Em thắng đây rồi anh Hùng cho bao nhiêu? Ví dụ như ăn ở đây đi, em sẽ thưởng cho bạn phần thưởng 1.3 luôn. À em thưởng bao nhiêu là anh sẽ thưởng bao nhiêu? Đúng rồi, nhưng mà cũng tùy quán thôi, có một số quán thưởng ví dụ 3-4 triệu, 4-5 triệu thì nó quá lớn đi. À. Đó, em sẽ canh cái lượng để em thưởng. Vừa đó. Đúng rồi, đúng không? Vừa đủ thôi. Mà em thấy vậy là anh quá tốt, quá ok rồi. Dạ. Tự nhiên ở đâu khơi khơi á. Nhưng mà phải thật sự ăn khỏe, tại vì các bạn đó là cống hiến hết mình, ăn như vậy cũng mệt chứ chị. Đúng rồi. Đó. Tại vì cũng phải bổ sức ra ăn mà. Dạ. Không phải ăn được đâu. Sao không chị Út Phượng ăn? Út Phượng ăn nhiều lắm. Út Phượng là ai ta? Út Phượng á, Út đang nấu mì. Không. Ờ. Ủa nhưng mà chị ở ngoài kia chị không ra like hả? Chưa mà, ông tính là ông kia ông đang đợi em, vậy em đi được chưa? À được, được, được. Rồi, cho em mượn lại cái mic nha. Ừ. Dạ. Rồi. Bây giờ chị Mến với Hùng cứ ra đó đi để Tuấn với em. À. Em sẽ chăm sóc Tuấn cho. Ok. Nhưng mà bây giờ mình xin phép nha cả nhà. Mình quay cái clip TikTok á, cho nên này là còn 37 phút. Thoát ra thì nó vẫn chạy nha, nó vẫn đếm giờ. Nhưng mà do là mình quay á. Ôi, trời ăn nhanh vậy. Còn 36 phút 53 giây nha cả nhà. Nhưng mà bây giờ Tuấn nó ăn có vẻ như là liên tục ào 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 luôn. Nhưng mà bên ngoài vẫn còn hai tô rất là khổng lồ. Tuấn đã đổi từ bao tử cá sang trứng cá nha cả nhà. Ăn trong 40 phút sẽ nhận được 1.3 triệu. Liệu Thánh gầy có thể hoàn thành thử thách này không? Cả nhà cùng đón xem nha. Lát nữa mình sẽ cập nhật tình hình cho cả nhà coi. Cố lên em. Ăn không kịp nhận xét luôn á. Chuyển đi. Đây vẫn như cũ nha, 36 phút 19. Bây giờ mình xin phép mà không biết ngoài kia chưa có ăn, thôi để mình cổ vũ cho Tuấn. Sao mà? Ấy, em muốn nuốt gì em? Em cho anh 3 ly trà đá. Đúng rồi, rồi em ăn nhiêu? 36 phút 02. Để em bấm nha. Còn 35 mà anh, còn 35, để em bấm nha. Bấm. 35 phút 45 đi. Nè. Rồi, bắt đầu. Chưa. 6. Rồi, đó, đi trang luôn nha. Rồi mình sẽ để ở đây. Để mày thấy không anh? Thấy thấy. Rồi còn cái này mình dừng để mình quay cập nhật cái tình hình cho bạn Tuấn. Cố lên Thánh Gầy ơi. Ok. Được ha, được ha. Cố lên em ơi. Đây là một thử thách rất đặc biệt. Nên mình sẽ thưởng cho em thêm 1.3 triệu luôn nếu như mà em ăn hết. Đẩy cái bàn nó tới không? Ba ly trà đá đang đợi em. Gì mà mình nghe 30 triệu ở ngoài rồi.
Thì bây giờ Tuấn sẽ ăn nhiêu đây? Và có thể trong tương lai cả nhà, Thánh Gầy sẽ quay lại và ăn hai tô thì sao? Mình cùng chờ đón xem nha. Lấy bạn chiến thắng cho Thánh Gầy đi. Ok. Quá đẹp. Cố lên Tuấn ơi. Anh Long mồ hôi em nha. Còn anh bóp vai cho em nha. Gà này ghê quá rồi, gà này chắc là ăn nhanh để ra cổ vũ cho mấy bạn rồi, ăn kiểu này quá lẹ rồi. Nhưng mà không sao, ngoài kia ăn tới 80 phút lượt. Cho nên em cứ ăn hết nhiêu đây đi rồi. Ăn 15 phút là được rồi. Vô cửa cho Tuấn á. Kỷ lục bên quán là bao nhiêu phút ta? Đây, anh đỡ đây. Để quên hỏi chị. Cảm giác nóng là em cứ kêu anh lại lâu thôi. Giờ đi xả á. Đây đây máy nha. Thôi 2 tô 15 phút là không phải nha. Tính giờ 40 phút là 15 phút là ăn hết rồi. Ý là con nói ăn 2 tô 15 phút á. 1 tô 15 phút. À không, 5 phút nữa là anh ăn không kịp đâu con. 5 phút nữa không kịp đâu. Ra mình giao lưu với Linh nhé con Hùng ơi. À ra giao lưu nhé. Ok. Rồi mà ăn vô mà nó ăn vô. Thôi đổ vô đi kìa. Bữa nó bắt đầu ăn rồi đó. Đó. Ồ ăn sạch quá em ơi, được rồi được rồi. Hết. Rồi, hy vọng mình quay vô Tuấn chỉ còn một vài miếng cá thôi nha. Dạ, xin lỗi ạ. Cố lên em, anh ra giao lưu xíu. Đâu, để coi coi em trai Hoàng này. Ủa chưa anh ơi, em trai Hoàng chưa có ăn. Lấy kìa. Ở đây là bạn Hoàng. Bạn Hoàng là ăn bên kênh của Mập Food. Thì lát nữa Tuấn ăn xong á mình sẽ ra mình cổ vũ cho bạn Hoàng nha. Ở đây là một tô nè, còn tô này là chưa chan nước. Nhà thấy khủng khiếp không? Tuấn ăn gần xong rồi Linh ơi. Mới ăn 10 phút. Ok, chúc em may mắn nha. Chúc em thành công. Yeah. Trời ơi. Xong xong rồi đại vương ơi. Tuấn đã nhớ anh em mình rồi. Nhưng anh em anh đã quay lại đây Tuấn ơi. Thánh Gầy ơi, cố lên anh em, còn 28 phút 23 giây. Tính ra mới ăn có 12 phút đó cả nhà, mà hơn một nửa rồi. Còn 28 phút nữa. Đúng rồi, còn 28 phút con. Em còn hơn 2 phần 3 thời gian luôn. Em ăn hết cái là yeah. Trời ơi, hay quá. Cái này cả nhà mình thấy chủ yếu là nếu như mà Tuấn Thánh Gầy mà ăn không no là sẽ hết á. Quan trọng là có no hay không thôi. Nếu mà no thì sau mình sẽ ăn chậm, nhưng mà no. Tới giờ mình chỉ nói điều tích cực thôi, mình không nói điều tiêu cực đâu. Cố lên em. 27 phút 45 giây. Chị em no. Gì vậy? Là lớn lắm mấy khách rồi, hết hồn mấy nhà. Cái gì này con đi bán vé số luôn, vào kho cổ vũ luôn rồi. Cái gì đi bán vé số đi con. À chút nữa hả, coi xong rồi đi bán sau hả. Bao nhiêu phần trăm em hả? Bao nhiêu phần trăm ấy là ăn nhắm ăn hết bao nhiêu phần trăm? 100%. Hy vọng là qua những clip đi quay với anh em mình á, Tuấn sẽ ngày càng giao tiếp tốt hơn, vui tính hơn. Trời ơi, ngoài kia đang chấn động quá vậy. Đang ăn đó. Nhưng mà ok thôi, mình cứ ăn hết thì mình ra cổ vũ ở ngoài đó. Cô mua ủng hộ bé cái Hùng. Ờ đây, đây đi chú mua nha. Còn 9 viên. Bé nhiệt tình lắm, nãy giờ bé coi giờ, bé thông báo giờ này kia. Còn 9 vé hả? Còn lấy luôn. Hết luôn thì yên tâm ngồi coi chưa? Yên tâm ngồi coi chưa? Lấy trái bắp. À là con lấy trái bắp hả? Con đi lấy trái bắp là ăn xong rồi á. Ăn xong rồi đó.
Thôi con cầm luôn đi, chú cho con á. Cảm ơn chú. Ăn hết đi, đi lấy bắp đi rồi lại cổ vũ tí. Đi lấy bắp đi rồi quay lại cổ vũ. Ồ. Ồ. Cố lên em, cố lên em. Ngoài kia đang rầm rầm. Cho dù tất cả quán cổ vũ bên ngoài thì vẫn còn một cậu bé cổ vũ cho con. Đó, cậu bé đó. Đó, cố lên. Chỉ còn một miếng, hai miếng trứng, hai miếng thịt thôi. Bây giờ hỏi nè, tốt bao nhiêu phần trăm chiến thắng? Con trăm phần tức rồi đó. Tức tao rồi. Còn 20 phút 46 giây nha em, còn tới nửa thời gian luôn mà cả nhà nhìn cái tô đi. Đã không công nhận là quá hay luôn á. Tuấn ăn nhầm ghê. Tuấn làm mình không thể nào nhặt được mồm. Chú hả? À chú này hả? Chú em lấy chanh em bắt vào thêm cho nó đỡ bị mùi luôn. Cái mùi không muốn trà đá luôn cả nhà. Không để Tuấn tính tạo một cái kỷ lục ở bún sứa. Có thể là có người ăn 15 phút, có thể có người ăn 20 phút, nhưng mà người mà không uống nước thì chưa nha. Nhưng mà anh em mình quay ở đây thì chị Mến yên tâm nữa, chị Mến không cần vô xem nữa cả nhà. Chị Mến chỉ cử mấy em bán vé số này kia đứng cổ vũ. À, các bạn nhân viên đúng không? Còn chị đó ngoài à, cổ vũ hai câu. Cố lên, còn 3 phút 20 giây. Đặc biệt bạn nào ăn có khả năng ăn được 3 tô bún sứa, chị Mến sẽ ủng hộ và thưởng 100 triệu. Nhưng mà phải báo trước để chị Mến sắp lịch. 100 triệu hả? 100 triệu. Và 3 tô đó con. 3 tô. Chú, cái đó mua được 3 chiếc Vario. Vậy có Vario. Con nhỏ mà mê xe quá vậy con. Ở không em? Được là dứt được. Còn 12 phút 31 giây. Mà cái tô đã vơi đi còn ít lắm nha cả nhà. Nhưng mà một điểm đặc biệt nha, là Tuấn không uống nước. Nãy giờ Tuấn chưa uống một giọt nước nào. Uống là sẽ mất thời gian đi luôn. Không có đủ thời gian đi. Tuấn chỉ uống nước của nước lèo quá cả nhà. Nước mắm nữa, tôi uống nước mắm nữa. Yeah. Ngoài kia đang. Nhưng mà không, mình vẫn hướng vào Tuấn nha. Thánh gầy, cố lên Thánh gầy. Cuộc sống mà chúng ta phải vượt qua thử thách để hoàn thiện bản thân mình. Cho dù còn một phút mà Tuấn chiến thắng cũng vẫn là vinh quang rồi. Tuấn Thánh gầy rồi, cố lên em. Còn 11 phút 45 giây, cứ cân nhắc nha em, không cần phải nhanh. Cho dù tất cả có quay lưng với Thánh gầy thì mình cũng sẽ bên cạnh Thánh gầy. Đúng rồi. Nói chứ không phải quay lưng được cả nhà, tại vì mỗi người sẽ có thích một cái hào nhoáng á. Hai tô thì mình sẽ cảm giác rất là hào nhoáng. Đúng rồi. Nên không sao, cả nhà xem clip này thì kéo qua ủng hộ cho bạn Hoàng, các bạn Hoàng tham gia clip tiếp theo. Còn 7 phút 10 giây em ơi. Đó. Quá khủng khiếp. Quá ghê luôn. Phải nhấp nước là các bạn biết là chuyện nó không còn đơn giản nữa đâu. Đúng rồi. Phải kêu chị Mến vào thôi. Từ từ Tuấn ơi. Có gì Mến hả? Tuấn Tuấn, từ từ Tuấn. Để kêu chị vô bấm chừng giờ cái. Em cứ nghĩ mà xíu nha. Từ từ thôi. À, còn cái này nữa hả? Rồi. Còn một miếng cá nữa, còn một miếng cá nữa. Xíu đi tao cho.
Vậy em ăn luôn nha. Vậy em ăn luôn, ăn hết luôn nha. Rồi ok. Không vô. Rồi. Ủa hết luôn hả? Bây giờ mới hết đi cả đó. Hết luôn rồi. Còn miếng cá trong miệng à. Ủa vậy là hết luôn rồi, còn đâu nữa? Em ơi. Em xác nhận giùm anh cái. Vậy là hết chưa em? Được chưa? Ok rồi. Wow, chiến thắng nha. Chúc mừng. Rồi, dần giờ. Rồi. Được rồi, được rồi con. Đây nha cả nhà, còn hơn 3 phút lận. Rất là hay. Chuẩn bị lấy tiền. Đúng rồi, không sao đâu con. A few moments later. Bây giờ này anh cầm giải thưởng đây, chị mới lấy tiền nè. Dạ. Hai. Anh lấy giùm em 1.600.000 với. Triệu ba chứ. Triệu ba. Nãy dưỡng tiền. Nãy dưỡng tiền hả? À, rồi vậy là tao 1.300.000. À mà đến mình phải đóng 300 đúng không? Đúng rồi, phải đóng tiền trước. Ôi okay. Bữa hồi đó anh nhớ không, chơi á, không đóng tiền trước vô ăn xong có đi về luôn. Ồ. Sợ rồi. Vậy là tụi em uy tín quá nên chị mến. Đúng rồi. Hồi nãy bạn này ăn hết 37 phút. 37 phút hả? À? Dạ. Hơi lâu á. 37 phút mà hết hai tô này chắc không có. Không đồ đâu, không nổi đâu. Cho nên là bạn nó chắc là ăn một tô thôi. Thì hồi nãy em vô anh chơi á thì mến chưa có ý tiền của em. Cho nên thì bây giờ em ăn hết tô bún nha mến rồi, thì tụi em phải chạy ba mà chị ơi, chị ăn hết tô bún nha. Cảm ơn em nhiều. Thì giữ đúng lời hứa. Ừ, qua tiếp qua đoạn chị ơi. Thì rồi qua luôn. Còn nữa. Đây cả nhà. Thì giữ đúng lời hứa với Thánh Gầy. Thì Funny Hùng cũng gửi tặng cho em 1.300.000. Đó. Thì hy vọng đây cũng là số tiền để sau này em cố gắng em rèn luyện để mà em chinh phục những thử thách khác. Dù nha, trước giờ em quay bạn chưa bao giờ bạn thua. Nhưng mà hôm nay là một thử thách rất là khó với Tuấn, với Thánh Gầy. Cho nên là hy vọng là qua clip này em cũng rút kinh nghiệm được những cái thử thách khó và chuẩn bị cho những thử thách tương lai nha. Rồi. Ở đây mọi người ơi, chúc mừng. Đó thì cứ từ 4 giờ tới 8 giờ tối nha cả nhà là sẽ có thử thách nhận thưởng. Còn bây giờ thì anh em mình sẽ được kết thúc ở đây để chuẩn bị cho ngày mai. Rồi, thì anh em mình có cái fanpage trên Facebook, nếu như người yêu mến thì muốn cập nhật các sự kiện mini game event hãy like và vào fanpage ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ ở phần mô tả. Mọi người hãy đăng ký luôn kênh Phân Hùng Vlog và kênh YouTube của Võ Sư Lộc. Đừng quên TikTok của mình là Phân Hùng 116 Võ Sư Lộc và hai TikTok khác là Phân Hùng Võ Sư Lộc, Võ Sư Lộc Phân Hùng. Trong thời gian sắp tới như các bạn có bất cứ thử thách nào thì đã làm được như mình xét và đưa ra những bình luận phù hợp nhất làm clip cho nhà công thức nha. Ok, xin chào các bạn. Yeah.